Các bạn đã bao giờ đi ăn cái món gọi là lẩu hay là buffet băng chuyền chưa? Chỉ cần ngồi yên một chỗ, có cái băng chuyền sẽ từ từ chạy ra đưa đồ ăn cho các bạn. Nhưng mỗi tội các bạn phải trả tiền mới có đồ ăn. Còn mình có một hệ thống băng chuyền, nhưng mà chuyên là chở ô tô. Đấy, băng chuyền khổng lồ này liên tục sản sinh ra ô tô cho mình bằng một cách nào đó. Chúng nó từ đâu đấy nó rơi xuống và chúng nó đâm vào nhau và tạo cho mình bây giờ đã là 3.000 đô rồi. Và mình có thể ấn vào chúng nó để cho chúng nó bay hết ra ngoài để cho mình tiền. Đấy, cứ từ từ tụi nó sẽ cho mình tiền, ok chưa? Và đây chỉ là những cái ô tô cấp đời đầu của mình thôi. Nó là ô tô Harry. Còn trong khi đó mình có rất nhiều những cái phương tiện khác, như là cả xe buýt của trường học, một chiếc xe mô tô khối phân lớn, hoặc thậm chí là cả một cái quả xe khách phương trang thành bưởi đi Đà Lạt thế này đó, với cái giá là 50.000 đô, ok cũng đắt đấy. Còn tất cả những xe khác chỉ có giá là 10.000 đô mà thôi. Đấy, với số tiền bây giờ của mình đã là 9.000 đô, mình có thể sẽ gọi là mua thêm nâng cấp cho cái xe Harry này đi. Ồ, xe Harry này của mình. Sao mình bấm vào nâng cấp thì nó lại sinh ra 0.72 một giây. Là sao? Là tụi nó cái thời gian sinh ra của chúng nó là càng lúc càng lâu à? À không, mỗi một giây là sẽ đẻ ra cho mình được bao nhiêu cái ô tô đó. Và ô tô đấy, ô tô nó chỉ việc cái thôi, nó phóng cái băng chuyền này, và khi mà nó quay xe được, nó sẽ phóng văng ra khỏi băng chuyền là mình lụm tiền. Có mấy con nó bị mắc kẹt thế này á, mình có thể để nguyên nó ở đó. Khi nào mà nó tích được số tiền khá lớn như là cái này, 1.500 đô đúng không, mình cầm mình bắn nó ra ngoài là mình lụm tiền. Vậy thì bây giờ với cái này xong mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ nâng cấp một con xe, ok, lên con xe Dom đi. Dom level 2. Rồi sao để mà có thể cho nó vào đây được? Hiện giờ nó đang chỉ có những đây rồi. Ồ, mình phải nâng cấp nó lên thì nó mới đẻ ra được. Còn không á, ở cấp độ 1 như này thì bọn nó sẽ không sinh ra. Bên phải này là cấp độ 10. Ui, chúng ta còn có những cái băng chuyền cấp độ rất là cao, và tối đa sẽ là cấp độ 40. Rồi, cái này có vẻ hơi lâu đấy. Bây giờ phải giải quyết cái băng chuyền cấp 1 này đã. Trời, ô tô văng tùm lum kìa. Rồi, thế nào? Với số tiền là 30.000 đô, mình sẽ nâng cấp nâng cấp kích cỡ của cái xe cấp 1 đi ha. Xe Harry này. Vãi ạ, nâng cấp một cấp độ thôi. Đó, nó to lên khá khá này, mà tốn tới tận 1.000 đô. Bây giờ nâng cấp 2, nâng cấp 3 là 10.000 đô. Nâng lên luôn, to chưa? To hơn hẳn nhá, nhìn thấy to hơn hẳn luôn này. Mà kích cỡ to hơn thì lại làm được cái gì? Ôi, nó bay rồi. Đó các bạn ạ, đây chỉ là một cái băng chuyền thôi, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là tình hình giao thông thực tế của đất nước chúng ta đấy các bạn ạ. Trời ơi, rồi. Xe cộ đi loạn xị ngậu cả lên. Nhưng mà đặc sản Việt Nam mà gì, phải có xe máy. Đâu có xe máy đâu, không xe máy, có một cái xe này thôi. Rồi, cho mình cái xe khối phân lớn này vào. Đó, đẩy lên. Rồi, xe máy đâu? Ô tô xanh, ô tô đỏ, ô tô đen. Chưa, tôi cần thấy xe máy ạ. Đấy rồi, đó. Phải có những cái xe máy này đấy, trời. Đó, mấy cái thằng báo thủ đó, các bạn thấy không? Nó phóng mà nó không có quan tâm đến ai trên cái đời này ấy. Đấy, nó lạng lách, đánh võng. Thấy chưa? Ê, có một quả bom trong một quả bóng bóng. Bấm thử vào xem nào. Ra quảng cáo à? Ui giời ơi. 3, 2, 1. Không. Vãi trưởng. Vâng, đó là cách giải quyết nạn tắc đường ở trong thế giới này. Ném một quả bom xuống, nổ hết tất cả xe phương tiện đi lại là xong. Trời ơi. Hóa ra bên này chúng ta có thể nâng cấp được cái băng chuyền này lên cấp 2 với cái giá là 50.000 đô. Mình đang là 38.000 rồi, cũng khá khá rồi. Mà trước khi đấy có lẽ là mình sẽ nâng cấp những cái xe đi. Đây này, giá tiền để nâng cấp cái xe Harry này là rất là dễ nha, rất ít tiền. Ê, mình lên level này, level 2. Tuyệt vời, mình đã lên một cấp độ hoàn toàn mới. Xem quảng cáo để được 300.000 đô á, tất nhiên rồi. Còn gì mà phải biết đúng không? 300.000 đô, let's go. Rất đơn giản, như là đan rổ. Nâng cấp lên nào. Cấp 2. Cấp 2 tăng cái gì? Không nói là tăng cái gì luôn ý. Trời ơi, cái game lừa. Đây, với 400.000 đô này, mình sẽ mua một quả xe khách. Ôi, Callisto. Bây giờ mới mua tiếp là phải giá là 150.000 đô. Đây. Trời ơi, sao quả xe phương trang thành bưởi này chiến đấy. Thêm mấy Dorados này, Columbia này, rồi cả cái xe này là xe kiểu như là xe bốc dỡ hàng đồ ở trong mấy cái gọi là khu công nghiệp, nhà máy đúng không? Cho thêm một xe đi, thêm xe cứu thương, xe tải không có thùng rau, có thùng
taxi, xe cảnh sát. Đó, mỗi xe mình cho một ít vào. Đó, loạn ngay. Rồi, kiếm đủ tiền rồi, đi ra. Đi ra. Đó. Đúng rồi, ui dồi ôi, xin lỗi quá. Ê, cái game này tại sao nó không có tiếng các cái loại xe nhỉ? Đáng ra nó phải có hiệu ứng âm thanh đấy, để cho các bạn có thể được nghe dàn đồng ca giao hưởng. À nhầm, dàn đồng ca giao thông vào những cái giờ tan tầm đấy, tầm khoảng 5:30 đến tầm 7 giờ tối đó, các ngày trong tuần ấy. Đó, đi ra ngoài đường là ôi trời ơi, người ta đi đường người ta bóp còi mà như là kiểu bóp vào não mình ấy. Đó, đúng rồi, lên level và quảng cáo cho mình 2,25 triệu đô. Quá đơn giản như là đàn rổ. Được nha, lụm tiền. Trời ơi, đẩy hết nó về. Đúng rồi, 2 triệu đồng. Nâng thêm cái băng chuyền lên. Mặc dù không biết băng chuyền nâng lên để được cái gì nữa. Với số tiền 2,8 triệu này á, wow, nâng cấp tối đa được tất cả những phương tiện. Mình có thể nâng cấp tối đa được kích cỡ của chúng nó. Ok, đúng là nhiều tiền, làm gì cũng dễ các bạn ạ. Thậm chí là lên luôn cấp độ cũng như vậy, easy luôn. Thêm tiền, đó. Bây giờ các xe này, kích cỡ mà thấy không? Nó ao trình hẳn với đống xe đỏ hồi đầu của chúng ta đúng không? Và có vẻ như là cái nâng cấp cấp độ của các xe này thì chắc là nó cũng không có phải là có một cái giới hạn đâu. Mình muốn nâng lên cấp mấy cũng được. Đặc biệt là cái xe khách này, giá của nó rất là cao để mà nâng cấp nha. Đấy, nên lên cửa cấp 4 mà tốn đến 450.000 đô, trong khi những cái xe còn lại thì giá tiền nó lại khá là rẻ. Thật sự mình cũng chưa hiểu, theo mình đang đoán thôi, chỉ là lên level càng cao thì những cái xe này nó sẽ càng cho mình cái lợi nhuận càng cao. Tuy nhiên là nếu mà tại sao lại có những cái xe mà nâng cấp rất là đắt, có những cái xe còn lại thì lại giá nâng cấp lại rẻ giống nhau? Thế mới là chứ. Trời ơi, nhìn xuống một cái sao nó banh chành tùm lum thế này. 6,75 triệu đô nữa. Vâng, bây giờ tiền đối với mình nó là như kiểu là nó là giấy vụn rồi, nó không còn giá trị gì nữa, quá nhiều rồi. Cấp độ 8 triệu đô, nâng cấp băng truyền bây giờ phải tốn đến 10 triệu để nâng cấp. À, nâng cấp băng truyền là để tăng cái tốc độ cái băng truyền nó nhanh hơn. Ok, cũng được. Rồi mình chúng ta có thể nâng cấp tối đa được cho xe ô tô nha. Đã tối đa xe Harry. Ê, mình không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra luôn á. Rồi, vậy thì mình sẽ nâng cấp nốt đầu xe đo mày đi. Ok, bây giờ nâng cấp mỗi lần là 1 triệu à? Liệu nó là 26 luôn đúng không? Đúng rồi, nâng cấp trong cái thế giới này, xe ô tô lên được cấp độ 26 là tối đa. Vậy thì mình sẽ nâng đầu những cái xe mà rẻ rẻ này ra. Cái xe Powell này đó, có vẻ rẻ rẻ này. Rồi, ôi, 20 tốn đến 1,2 triệu đô. Ok, thật sự rất tốn đấy. Được rồi, đông quá đúng không? Đây, giải quyết nạn ách tắc giao thông bằng cái này, bằng quả bom. Cho mày bày hết. Vâng, thật ra sát thương của bom này trông nó không có gì là ghê gớm lắm đúng không? Chỉ có khúc là xe quảng cáo xong rồi các bạn. Quảng cáo xong là tự dưng tất cả các xe nó bị băng chuyền đẩy một phát về á. Đó, cái đó mới mạnh. Tôi là con người đơn giản, tôi thấy cái nào có cho tôi tiền, tôi bấm vào. 30 giây nhân đôi tiền, let's go. Đó, vãi cả đàn, nhìn tiền mình lên kìa. Trời ơi, nó lên nhanh vậy trưởng. Nhưng mà cho dù nhanh như vậy nha, nhưng mà để mà nâng cấp những cái xe này á thì cũng vẫn chưa là ra gì cả. Giá tiền của những cái nâng cấp này nó thật sự là nó đắt đấy. Bây giờ để mà nâng cấp được cái này, cái xe Powell này, để mà lên được cấp độ 26 bằng cái xe Harry và Dom thì chúng ta phải tốn khá đây. Ê, lên cấp độ này, ok. Nhưng nếu chúng ta có lên cấp độ thì tiền nó lại là dễ. Mỗi khi nào ở ngoài đời chúng ta lên level, tức là chúng ta qua một năm mới, sang tuổi mới, chúng ta sẽ được người lớn tặng tiền cho. Ê, sao nghe cái đấy nó quen ta. Rồi, 35,5 triệu. Số tiền lì xì này của mình không bị bố mẹ giữ, mà mình sẽ được sử dụng để mình nâng cấp xe lên cấp cuối. Tuyệt vời, Powell đã tối đa. Tiếp tục, xe gheng gheng, à nhầm, gong gong. Đấy, nâng lên nốt đi. Ô, hóa ra đây là cách để lên level. Đó chính là mình sẽ nâng cấp cái level của xe. À, thế thì rõ rồi. Đến bây giờ mới nhận ra luôn. Ok, vậy thì á, mình sẽ không nâng tập trung một xe. Mình sẽ nâng đều đều ra những cái xe lởm lởm này đó. Giá tiền nó thấp thôi.
nhưng mới đẩy được cái số level mình lên. Đó, mình sẽ tăng cấp độ tổng để lấy tiền quảng cáo, sau đó dùng tiền quảng cáo để nâng cấp lại các xe khác. Trời ơi, tại sao tôi lại có một bộ não nguyên tử thế này nhỉ? Đâu, nâng nốt cái băng truyền lên đi. Level max băng truyền. Đúng rồi. Nào, Doradus, quả xe siêu xe thể thao này trông cũng chiến đấy. À, mà các bạn có bao giờ để ý quan tâm đến chuyện ô tô tủng không? Không biết các bạn thích nhất là ô tô gì nhỉ? Bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Còn mình thì đợt dạo gần đây là mình cũng đang đi học lái xe ô tô á. À, đó. Cho nên là mình cũng khá là thích về ô tô. Tuy nhiên á, mình lại thuộc là trong cái tầng lớp cò lùi các bạn ạ. Ờ, cò lùi là cò không tiến đấy. Mà cò không tiến là cái gì thì các bạn biết rồi. Đó. Nên là mình chỉ có cách là như thế này thôi. Nhìn ô tô nó chạy trên băng chuyền, nó đâm vào nhau một cách vô tri và cho mình những cái đồng tiền ảo như thế này thôi các bạn ạ. Cho dù như thế thì đi nữa, mình cũng phải nâng cấp mấy cái này lên nốt đây nào. Đó, hơi tốn tiền nha, bọn này hơi tốn nha, tạ tốn. Rồi, lên level. Cấp độ 10 vẫn chỉ được 135 triệu đô, nhưng không sao, nó có thể giúp cho mình mở khóa được băng truyền bên này. Đó. Wow, băng truyền bên này chúng ta có những cái xe hoàn toàn mới luôn. Bên trái là có băng truyền riêng, nó vẫn tiếp tục cho mình tiền. Nhưng băng truyền bên này này là những xe mới, có xe trái đất, xe gây mẹ đẻ. Cái gì, xe tên lạ với ta. Xe M78, xe làm mếch. Úi giời ơi. Davida, Harley. Ok, đoạn này bắt đầu là toàn thấy là xe ô tô không à? Chứ không có xe mấy cái xe gọi là gì, xe máy. Ê, sao mình cảm giác là nâng cấp xe ở bên này giá nó cũng y chang ta. Ê, đúng không? Y chang luôn, cũng là cấp độ 26. Trời ơi. Đây, để mình nâng cấp hết cái kích cỡ của bọn này. Ồ, thế thì với cái chiếc lỏ này mình có thể mở khóa tới băng truyền cuối cùng ở cấp độ 40. Rồi. Đang cấp 12 rồi đúng không? Từ thì khoai mới nhờ. Đó. Lên level. Ok, mặc dù mình ok từ. Mình sẽ cho mỗi xe là mỗi xe một cấp độ đi để cho nó ra đều cái đã, nhìn hết các loại xe đã. Rồi, lên đi em. Xe ra em ơi. Đó, xe đỏ chứng tỏ xe xanh. Ra đi em. Rồi, Eridanus. Cái xe này là xe cùi bắp. Ê, quên. Mình mà bấm mua xe nhiều quá là mình sẽ quên nâng cấp. 1 tỷ đô đã có trong tài khoản. Thế nó đơn giản thế thôi. Làm giàu không khó. Chỉ khó ở chỗ là làm sao các bạn công nhận thế giới ảo này là các bạn là thế giới thật thôi nhá. Đó. Rồi. Trời ơi, lên level nó lại là một cái gì đó, nó lại quá dễ luôn. Easy. Nhưng mà mỗi tội là quảng cáo giờ chỉ cho 135 triệu là hơi ít nha. Giờ người ta đặt tiền tỷ phú đô la rồi, người ta không có chơi mấy cái tiền lẻ lẻ đấy đâu. Trời ơi. Rồi. Lên tiếp cho anh. Ê, vừa mới nói xong, nó cho mình bao nhiêu tiền đấy? Mình thấy mày để ý là như tầm 600 triệu à? Đâu. Đứng nó xe đây thế nào? Rồi. Bắt nữa này. Bao nhiêu? 674 triệu. Quá tuyệt vời. Sau một hồi chỉ được có 100 triệu. Bây giờ tiền quảng cáo đã là 600 triệu. Easy, nâng cấp luôn. 18 rồi. Còn 2 cấp nữa thôi, mình sẽ qua băng truyền cấp độ 20. Wow. Khi mà bạn am hiểu được cái chiếc lò thì dâm ba trò chơi điện tử này. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi, mở khóa băng truyền tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái xe gì đây? Đó. Supernova. Giờ lên level cái. 174 triệu. Em mấy cái xe này đi kiểu gì đây? Ồ, nó có 3 băng truyền mà nó sẽ rơi xuống từ từ để nó đi vào băng truyền ở giữa. Ok, cũng được. Rồi. Lên level xem được bao tiền đây. Ui, tức là khoảng tầm này mình chỉ được có 674 triệu thôi, không được nhiều hơn. Ồ, bắt đầu có sự xuất hiện của những cái xe hơi công thức 1. Cũng mạnh. Còn lại là toàn là mấy cái xe đua đua không à, kiểu xe thể thao ấy. Mình thì mình không có biết về mấy cái xe thể thao này lắm, kiểu không có tìm hiểu ấy. Cùng lắm là mình chỉ biết mấy cái người hay nói thôi, kiểu Mercedes thì đó, hay là mấy cái xe kiểu lái taxi Kia Morning gì thôi. Đấy, không biết các bạn có nghe quen không. Rồi thế thôi.
Ê, chúng ta có thể được xem luôn những loại xe của các cấp độ sau. Và cấp 40, chúng ta chơi cả xe tăng, chúng ta chơi cả trực thăng, chúng ta chơi cả máy bay phản lực, và chúng ta chơi cả xe máy Vespa, xe máy kiểu mấy ông ở nước Ý hay đi ấy. Rồi sao 40 nó lạ thế này? Bây giờ mà cày lên được 40 cũng hơi vất vả nha, hơi cực á. Đó, sau một hồi nâng cấp thì cuối cùng mình cũng đã đạt được cái mình mong muốn. Đây chính là Hà Nội, đây là dạng như kiểu Đà Nẵng này, còn đây là thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tạo ra được các thành phố lớn của đất nước chúng ta và tình trạng thực tế của giao thông tại những địa điểm đó. Thật ra là mình không chắc về Đà Nẵng cho lắm, tại vì mình chỉ nghe nói là nó là thành phố lớn thôi, chứ còn không biết là xe cộ có đâu hay không. Nhưng mà Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh với cả Hà Nội thì có nha. Đây là những thứ mà chắc chắn là bố mẹ các bạn, thậm chí các bạn đang phải trải nghiệm nó hàng ngày hàng giờ ở tại các thành phố lớn vào những cái giờ tan tầm, giờ tan làm hay là giờ tan học. Nó là như thế này đúng không? Và chính vì vậy mình cảm thấy thật là may mắn, thật là sung sướng khi cuộc đời của mình chỉ ở gói gọn trong bốn bức tường này. Không phải ra ngoài hít khói bụi, không phải ra ngoài tiếp xúc với loài người, không phải ra ngoài để mà lái đi đây đi đó, không phải ra ngoài để ăn uống cái gì cả. Suốt ngày ngồi ở trên cái máy tính này xem phim, đọc truyện, chơi game, chả phải lo nghĩ gì. Thôi được rồi, bỏ qua đi các bạn ạ. Còn nếu các bạn mà muốn xem mình chơi game nữa thì đây, YouTube sẽ gợi ý cho các bạn một video khác. Tại đó mình cũng sẽ chơi một tựa game rất là thú vị và đảm bảo là nó hay hơn trò ngày hôm nay rất nhiều. Bấm vào đây đi để chúng ta giải tỏa khỏi ách tắc giao thông. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.